thì các bạn ơi, sao, bạn ơi? Sao? Trời ơi, không sao đâu các bạn, tại Hòa Thượng trái nắng nói trái nắng thôi chứ không có gì. À, hôm nay thì có vị khách mời đó là anh Liêm nha. Bên đây là anh Liêm Vlog các bạn. Thì mọi người và các bạn có ủng hộ anh Liêm thì hãy qua kênh Liêm Vlog nha để ủng hộ anh Liêm. Em thì... định xin anh một vé về tuổi thơ, tự nhiên anh giới thiệu em luôn rồi. Thôi, tiện đây cho anh một vé về tuổi thơ luôn. Ok, thì, anh. Anh về Long An thì cho anh về tuổi thơ luôn. Trời. Các bạn ơi, thì ở vùng quê mình á các bạn cũng coi như là đến mùa thu hoạch lúa rồi. Thì sau mùa thu hoạch lúa thì thường các em ở vùng quê mình hay chơi đó là thả diều. Thì ngày hôm nay mình tổ chức cho các em một trò chơi các bạn, đó là trò chơi thả diều nha mấy đứa. Dạ. Nhưng mà thả diều ngày hôm nay không có giống như ngày xưa. Thả diều ngày hôm nay sẽ có phần thưởng. Yeah. Biết nhiều vậy. Thì tiếp theo nha các bạn, nãy mình nói tới đâu quên ta? Phần thưởng rồi chú An. Mấy tem mình mấy em này nhớ nhất là về túi thơ nên phải nhỏ lại. Về túi thơ nên phải nhỏ lại. Ok, thì ở đây nha các bạn, mình sẽ có năm ở đây là năm cây diều khác nhau, vừa to vừa nhỏ. Rồi. Máy nha. Chưa được, chưa. Ở trong đây nha các bạn, mình có cái cục xúc xắc. Dạ. Mỗi em thảy xuống sẽ chọn, ở trong đây mình có ghi số từ 1 đến 5. Ở đây mà vô con số 6 thì lấy chú An. Chứ không có diều. Ok, số... để tôi lấy chú An cho. Nói chứ thôi mình làm trọng tài nha các bạn. Thì ở đây là từ 1 đến 5 Hòa Thượng thảy trước đi. Đây, ở chú An lỡ mình thảy mà lọt xuống kẻ rồi chú An. Nghỉ chơi. À quên nha các bạn. Ở đây các bạn, ở đây là những cái chai nước để chút xíu sau khi thả diều á, ai mà lôi được chai nước to nhất sẽ được 500k nè. Chai nước tiếp theo là 200k nè các bạn. 100k và 50k và 20k nha mấy đứa. Dạ. Thì bây giờ Hòa Thượng đã chuẩn bị được thảy con xúc xắc của mình chưa? Rồi. Rồi thảy vô tay chú An đi. Chứ thảy dưới nó rớt lúa nẻ là xong luôn đó. Thảy khu vực này nè chú An. Rồi ok. Đây nè Hòa. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa? Sáu nút. Lấy chú An đi. Lấy chú An đi. Có chừng Hòa Thượng thảy lúa nẻ coi các bạn. Đây nè, đây nè. Có chừng nó lọt xuống đây nha Hòa Thượng. Là hết đường lấy này luôn. Đó có con gì nào đẹp đẹp không cái. Thôi bây giờ là nói chung ra là trong đây chú ghi số hết rồi, cứ thảy đi rồi sẽ có cái diều cho mình. Superman. Tranh thủ đi nè, hết gió luôn rồi mà chưa được diều nữa. Nắp cắt hết chú nha. Dạ. Pháp môn độn giáp. Hai đúng. Hòa Thượng được con diều. Số 2 là con diều. Có cánh cho em đây. Rồi tiếp theo là tới bạn Khánh Kỳ. Lát coi. 2 3 không. Ủa, có nhiều. Số 6 không phải đây, số 7 kìa. 1 2 3. Chơi số 1. Số 1 là con diều cực kỳ ngon đấy các bạn. Wow. Siêu to khổng lồ luôn. Diều siêu nhân. Batman. Người nhà anh, người nhà. Yeah, yeah, yeah. Đúng là con diều em mới thôi. Đây, tới coi. Thấy chú An là không có lỗ nẻ. Số rồi, ở số 6 ngoài ta. Số 6 này hình như hơi bị chân á. Số 4. Con diều số 4. Đây, con diều số 4 là con diều Phụng Hoàng gì đấy các bạn? Hai đuôi. Con diều Long Lân Quy Phụng. Ba đuôi. Ghê quá. Ghê ghê. Ngân thì bốn chỉ không có đuôi mà hôm nay bắt vô có đuôi. Rồi, tiếp theo là tới anh Liêm trước đi. Ờ Liêm. Nhường em á. Anh Liêm đi. Anh Liêm trước đi. Hảo Hán bắt cuối cùng. Đúng rồi. Số 3, số 5. Hảo Hán thích cuối cùng mà. Số 3, số 5. Đó, số 1. Số 1 rồi. Sao lắc ra hoài những, vậy những con người ta có rồi không ta? Số 6 rồi. Số 6. Số 1. Số 2 á. Nhường em nè. Thôi xì cái luôn. Bây giờ tới con. Ok luôn đi chú An ơi. Không bao giờ như vậy đi. Còn hai... số 3 với số 5. Hai con giống nhau mà. Số 3 với số 5. Bây giờ đi chú đi chú. Bây giờ ai lớn số lấy số 5. Bây giờ hai người quánh tù tì đi. Rồi chọn số luôn. Hai diều nó cứ na ná. Còn không mình lắc xí ngầu ai lớn số. Ai lớn số lấy được cùng số số nào. Hảo thích lắc xí ngầu. Ai lớn lấy số lớn. Thôi bây giờ vô số đấy luôn. Ai lớn là được lựa. Cho lựa trước luôn. Rồi số 3, số 3. Ê, lộn con kẻ. Số 1. Số 1 rồi. Rồi số 1 nhỏ nhất rồi. Tao chưa chắc nhiều khi anh vô số 1 nó sao rồi sao. Tới em. Số 2. Anh lấy số mấy? Diều số mấy đây? Số 5. Rồi, còn Hảo Hán với con diều số 3. Thì ngày hôm nay các em bắt đầu khui diều nha các bạn. Đây. Đây con diều của Hòa Thượng nè. Sao mình có một cây một ta? Diều Hòa Thượng khá là đẹp luôn các bạn ơi, banh lên cho các bạn xem con Hòa Thượng. Đó. Rồi cây thả con đâu chưa An? Cây thả ở trong đó mà. Ủa không có gì vậy? Ủa số kỳ á? Con thả là chơi với An. Rồi rồi, rồi thiếu cây thả rồi. Ủa số kỳ vậy ta? Ta bán diều kỳ gì mà không có cây thả ta? Này lỗi kỹ thuật rồi anh An ơi. Rồi thiếu một cái cây nhưng mà không sao, Hòa Thượng kiếm cái gì ngoài đường đi làm đỡ đi. Ủa không có luôn. Ủa của mình có hết nè. Có may là có. À của. Ủa, anh tưởng là của anh được dư. Ủa sao con diều của em với anh giống nhau vậy? Và đây là những cái quần giấy diều cho các thí sinh nha. Đây bạn Ngân. Hòa Thượng cho cây kem. Không có cây cho. Để chú nghiên cứu cho. Rồi tiếp theo Hảo Hán. Hòa Thượng hôm nay đúng xui luôn. Rồi bạn Khánh Khỉ. Khánh Khỉ. Và tiếp theo là anh Liêm. Con cảm ơn chú. Rồi. Con gì Superman này các bạn. Sao mà rất là nhỏ luôn. Cái diều không có cây là sao ta. Trời ơi lối kỹ thuật đau lớn dưới ngoài đồng mà không biết sao giờ. Ủa con diều chân anh nè. Ủa mà sao diều của Hòa Thượng không có dây mà lại có cái này.
của con á. Ủa con có này luôn hả? Đây là lõi diều đó, thiết kế ra là không có cây chú em. Nó có, vốn dĩ nó phải có chứ. Đây là mình thác khung sườn cho mình xe. Ủa rồi sao Hòa Thượng có cái sườn đâu rồi? Thì cái sườn của anh Liêm á chú An. Rồi anh Liêm xài bằng gì? À, của rồi. Em á thì em độ tuổi em nó không cho phép chơi cái này tại muốn về tuổi thơ thôi, giờ mình ưu tiên cho các em. Thì anh Liêm hiện giờ là coi như là bị cục sinh sống rồi các bạn ơi. Nhường cái sườn cho Hòa Thượng đi. Rồi, ok. Vậy thì con cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Bây giờ vậy thì bây giờ thay đổi một chút xíu về trò chơi nha các bạn. Thì, nói chuyện đi em. Rồi tiếp theo đây là chia thành hai đội đi. Hảo Hán với Hòa Thượng quán Chủ Tì đi. Để coi bắt Ngân hay là bắt Khánh Kỵ. Ok. Vô Hòa Thượng. Hai đội để xét cành cho nhau để coi ai là người thả diều giỏi trong ngày hôm nay. Hảo mà rồi chơi ông xì với... Rồi vô với Hòa Thượng hả? Ừ đúng rồi. Thì Hòa Thượng với Khánh đi. Thôi bây giờ chú chị. Chú sẽ có cách ngân với Hào Hán tù xì. Ok nhất. Phải lòng vòng. Là hai người này cho khỏi bồ các bạn ơi. Lòng vòng hoài. Rồi. Thôi. Ôi con lộn hoài. Ủa được mà. Cái lộn anh có kéo mà. 1 2 3. 1 2 3. Rồi. Rồi bắt ngay. Bắt này. Bắt nha. Sao? Vô luôn bắt Khánh. Bắt Khánh vậy là Khánh Kỵ Hào Hán là bồ. Hòa Thượng với Ngân là bồ đi các bạn. Tại vì chị với Cưng đều có đuôi này cho nên phải dậy với nhau. Thôi bây giờ như vậy. Ủa sai lúc nào con cũng bầu chú ơi chị. Anh sao chị Ngân nói gì chú An. Nói chung hên xui mà. Hên xui hên xui hên xui. Rồi bây giờ anh Liêm sẽ cổ vũ cho đội bên nào. Bầu chị Ngân chết. Em hả? Đúng rồi. Em chưa biết nữa, anh cho anh chọn đi, anh chọn đây nè. Em anh là khách á, khách mời cho anh chọn. Thôi em nghĩ là em cổ vũ cho Hòa Thượng đi. Rồi Hòa Thượng và bạn Ngân. Còn Khánh Kỵ với Hào Hán là phe của chú An. Rồi cắm đầu luôn. Con diều tự tử rồi. Rồi chưa? Rồi. Bây giờ các tuyển thủ của chúng ta đưa về một hướng nào. Đi về đây, về đây, về đây. Diều mình thắng chắc rồi chị Ngân ơi. Để chuẩn bị cho cái hành trình lên diều nha. Diều đó đầm quá. Ôi sao con diều này nó ngộ vậy? Diều lên chưa? Hòa Thượng lên chưa? Lại khen ơi, tự lên luôn. Kìa kìa các bạn, quá trời diều Hòa Thượng đẹp luôn. Ơi đừng có chơi. Rồi coi kìa, coi kìa. Ủa, lên lên lên. Mình tính mình tính nè. Sao diều bay được lắm mà. Diều hả diều không giống ai hết trơn hả? Rồi. Kẹo con cá luôn kìa. Ê, siêu ảnh siêu nhân. Siêu nhân nha các bạn. Bây giờ nó lùi chứ là ta. Siêu nhân gì kỳ vậy? Siêu nhân nó bị... Đi tới đi tới, lỡ chứ thật này. Lỡ chứ không giờ giống hai con chịch chứ hả? Ôi ôi. Rồi, vô thôi. Ba đôi của mình có khác. Rồi bây giờ thì các tuyển thủ của chúng ta lên diều theo thời gian nha. Đây là đội của mình nha các bạn. Cố lên. Rồi, của em cắt gì ạ? Cố lên Hồng Anh. Sao diều yếu vậy Hồng Anh? Đây bây giờ bà ơi, nó dậy nó ngồi. Thả ra, thả ra, thả ra. Chú phụ cho, chú phụ cho. Diều đang lên nè các bạn ơi. Ủa sắp hết dây nè. Ê kìa, wow, diều mình nó khá là bãi tốt luôn. Rồi chịu hết. Có cần giật không? Mình có cần thử cái chai trước được không? Chưa được, chưa được, chưa đủ để lực để kéo chai đâu anh. Đây là em thử coi gì nó bay em lên không để thử coi. Bu hết dây luôn, bu hết dây luôn. Đâu. Cố gắng lên nào. Coi chừng nó vuột ở đây nha. Khục đấy rồi, khục rồi. Được chưa? Hiện giờ thì các kỳ thủ của chúng ta diều đã lên tới trên đỉnh rồi các bạn. Để coi coi diều ai là người mang chai nước lớn nhất về được nha. Diều Hoàng Hán chắc mình nghĩ mang được chai number one. Ủa diều có muốn bay cao nè. Quá trời diều lên cao kìa. Lắm rồi chú An ơi. Rồi Hoàng Thương sao rồi? Căng chưa? Buộc chưa, buộc chưa. Rồi, chai nước rồi. Rồi, Hoàng Hán sao rồi? Đang con đang xảy gì chú An? Trời ơi, cả dây kiểu gì á. Trời ơi. Ngân, nó có căng chứ không anh? Dạ hơi không cũng hơi căng đó chú An. Không căng đâu kìa, để chai nước lên đâu. Chưa. Đâu rồi, đâu rồi? Diều gã kiếm chuyện. Diều ảo ba gai hả? Ơi, phê. Ơi, ơi, ơi. Phê, mình tránh nè. Rõ dây rồi, rõ dây rồi. Chưa. Khánh Kỵ. Sao đi tới đó? Thả diều nhảy luôn xuống kìa luôn kìa. Sao người nó càng nhịp sao giống mấy con ếch bơi dưới nước vậy? Lòi hửa chai nước các bạn ơi. Lên đi diều, lên đi. Chưa được Hòa Thượng ơi, chai nước hiện giờ diều Hòa Thượng chưa lôi được nha các bạn. Gió lên đi, gió lên đi. Nhưng nước nó, gió nó chưa được mạnh quá nhiều, nó chưa được bay cho lắm các bạn ơi. Diệu chưa lo em lên nổi nữa mà sao mà lo nước. Lo em lên nổi là chắc em giữ không được rồi đó. Nắng quá. Thật sự là trời rất là nắng luôn các bạn. Sao anh không giật lên đi nào? Từ diệu nó hết dây giật gì nữa.
Anh không giật hồi nó gớt luôn bây giờ. Mẹ ơi Khánh, giờ nào gớt? Khánh nó nói gì của Hảo chứ ai? Chiều mình công nhận hơi bị khỏe luôn, thì ngon qua chiếm lộn nè. Chắc là nhiều gắn kìa. Đá liền. Ủa anh Liêm sao anh không qua đây chơi đi em? Ê Quà Thuận, coi anh Liêm kìa Quà Thuận. Làm gì anh Liêm? Anh Liêm đang thổi sáo đó cho gió. Ôi, về đó ơi. Để anh thổi cho mấy đứa đang theo diều cao nha. Dạ. Ủa chú đó cắt diều Quà Thuận. Cắt cỏ chứ cắt gì mày? Cái nào hồi không cắt chân diều mình không mày? Diều mình thả trên trời ai cắt chúng mày? Lôi nước được chứ Quà. Đâu mình thử lôi nước thôi chị Ngân. Còn diều của Khánh Kỳ hiện tại đang chuẩn bị đáp cái gì kìa Khánh Kỳ ơi. Khánh Kỳ chạy xuống tới đìa luôn các bạn. Superman có khác rồi. Ngưu lên. Superman não lạng chưa? Vâng. Đúng không? Ê Superman. Rồi. Bây giờ chú mời các tuyển thủ của chúng ta sẽ trở về để chuẩn bị lôi những chai nước và lãnh thưởng trong ngày hôm nay của mình nha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu cho các em để chuẩn bị lên những chai nước và giành phần thưởng trong ngày hôm nay nha các bạn. Đâu? Ai là người dám lên chai nước 20k? Có. Nếu lên thì chú cho người đó uống chai nước này luôn. Có. Đội nào dám lên chai nước 50k? Có. Không có, đây 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 đây. Mỗi người tuyển ra một người để đua từ đây chạy tới cái rãnh bên đây là chiến thắng. Đây. Ai mà chạy tới trước chiến thắng. Lôi từ bên đây. Ủa vậy là mình lôi hả chú An? Đúng rồi, không cần nè, phải nhắc lên đâu. Tại vì cái diều không thể nào mà lôi nổi chai nước. Ơ bạn Ngân, bạn Ngân. Ủa xíu chúng chú rồi. Đã chết rồi chưa? Rồi. Đội bên Hảo An. Ê con chai 50k cho. Rồi đây 20k chú đi. Ê Khánh, ê Khánh. Chai gì vậy? Nè đây 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 đây. Hảo An. Xài chai này không? Rồi con chai 50k đi chú. 50k này. Để vô, để xuống, để xuống. Nếu mà bên đó thua, lôi về mà chạy thua thì bên đây lấy luôn. Hiểu không Hòa Thượng? Dạ. Nếu Hòa Thượng chiến thắng thì Hòa Thượng lấy luôn chai nước luôn bên kia luôn là 50k kéo giùm. Là từ đâu đây qua tới đó hả chú em? Đúng rồi. Rồi rồi chiến thắng. Rồi rồi kéo chai 50k kèo cồn vô cái này nè. Cái này nè. Rồi chưa, rồi chưa? Rồi. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu cho ha, các em sẽ chạy thử cho các bạn. Bây giờ chú sẽ đếm 1, 2, 3 ai chưa thả là thôi nha. 1 2, 3. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thắng, thắng, thắng. Hòa Thượng đã thắng nha. Hảo Hán bây giờ bắt đầu chạy rồi các bạn. Vướng cọ rồi các bạn ơi. Rồi, chạy mà giờ, tại sao rồi, chạy kìa đó, chạy kìa đó. Rồi, rồi, tới đích sau rồi nha. Rồi, vậy thì chai nước này thì đưa cho Hảo Hán luôn. À, đưa cho Hòa Thượng luôn. Cảm ơn nhà Hảo. Rồi, tiếp theo. Hai đội có muốn. Đây, 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 chai nước tiếp theo. Nhỏ nhỏ thôi chứ. Ừ, đúng rồi, chai này nè. 200k và 100k. Nếu Hảo Hán thắng chai này sẽ lấy hết nước của Hòa Thượng luôn. Ủa sao giờ nghỉ hết ra luôn rồi? Trời ơi. Rồi. Một gì nè Hòa Thượng? À cái phải là Hòa Thượng quyết định lôi chai nhỏ các bạn ơi. Nhiều nhỏ mà đòi lôi chai bự đó Hảo. Rồi để coi coi liệu Hòa Thượng với Hảo Hán ai sẽ người lôi về. Ngân ơi. Dạ. Ngân lôi phụ đi chứ. Ủa ghê mà sao lôi phụ? À có kéo phụ chai không? Kéo phụ. Kéo một chai bự á. Rồi chúc nó ha. Dạ. Rồi chưa Hảo Hán với Hòa Thượng chuẩn bị chưa? Đây Hảo Hán nó chuẩn bị về đất rồi nha các bạn. Đó chai là number one và đó là Nhu Ca hả Hảo Hán? Dạ 100k. 100k. Con Hòa Thượng đâu? Hòa Thượng đâu? Nổi không? Ôi cái gì vậy trời? Chị Ngân đi quay. Rồi Hòa Thượng chai bao nhiêu đây coi coi? 20k phải không? Ờ đúng rồi. 20k. Để coi coi ai là người mang cái giải quán quân ngày hôm nay về tiếp theo các bạn. Bên đó sự phối hợp sao kỳ vậy? Sự phối hợp. À được được được, quyết quyền, quyết đội quyền. Mà mình đội mà. À được được được, còn Ngân có phối hợp với Hòa Thượng không? Dạ có. Buộc vô, buộc vô. Bây giờ là hai diều. Đây này các bạn, hai diều của Hòa Thượng và Ngân ở bên đây và hai diều Hảo Hán và Khánh Khỉ bên đây nha. Để coi coi liệu đội nào sẽ mang chai nước tiếp theo về cho mình. Đâu buông rồi, buông rồi, buông rồi, buông rồi. Buông rồi. Được, được, được. Được không? Ê, 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 cái ông diều em lên. Đi ông diều em. Một. Rồi. Một, hai, ba. Ủa sao hết lời luôn à? Đấy, kia, kia, kia. Rồi, Hảo Hán về sau nha. Thôi, về sau vẫn là về sau thôi. Tiếp theo thì cái này lôi cho Hòa Thượng. Nhiều quá Hảo đang tấn công kìa. À đúng rồi, chơi kỳ quá ơi. Xong gì ta lạng dưới mà. Buông, 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 buông. Rồi nè, đây, 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 đây. Chai nước tiếp theo, Hòa Thượng. Tào lao. Nói nè. Trúng trúng luôn rồi. Được rồi.
Rồi đâu rồi? Phần thưởng thuộc về đội của bạn Ngân đây. Dạ, bạn Ngân à, được một trái 100k của Hảo Hán luôn. Vậy là đội Hảo Hán hiện giờ chưa được trái nào luôn. Đây, bỏ qua bên đây đi, quỷ nè. Cái tới lúc nó hết gió cái lòi không nổi luôn chứ anh. Rồi bây giờ như vậy, còn trái 500k chỉ còn một trái thôi. Trời ơi, ơi. Ơi, mà tụi bị bay cái gì rồi? Hey, lo kịp, lo kịp. Rồi còn trái 500k sẽ dành về cho ai? Cho con trước đi chú An. Mỗi người chơi một lượt. Mỗi người thử sức hả? Coi ai lô nổi. Sức một lượt. Ok 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 anh. Rồi, bây giờ đội của Hào Hán coi có lôi cái chai này về. Ủa anh nhớ chú An mình còn chai đó nữa kìa. Ủa? À, còn đây chai nữa. Vậy là còn hai chai này. Nếu mà bây giờ đội của Hòa Thượng lôi chai này về đất trước thì đội Hòa Thượng lấy được 500k. Còn lôi chai này Hòa Thượng lấy 200k. Khánh, Khánh, Khánh. Nhớ kìa Khánh. Ê, ê, ê. Người đất nha. Thôi nào chưa, nào chưa. Ủa chưa, mua thôi đi. Khải đi, đừng có gịch mạnh quá. Qua đây nè, qua đây nè. Quá trời rồi. Chết qua bển quá. Chết qua bển miếng quá. Nó không bay luôn à. Nó bị dùng rồi. Rồi luôn. Không chai nào lôi nổi rồi. Hình như là gió yếu quá các bạn ơi, đâm ra các em nhiều không thể nào lôi nổi hai chai nước này rồi. Rồi. Rồi, nhiều ngáo tự giận cho nhiều con. Khoan, bây giờ chú có một mục tiêu tiếp theo. Bây giờ đội nào mà nhiều rớt xuống là thua. Chém vào được không chứ em? Thôi bây giờ vậy đi. Chú sẽ dành phần thưởng 500k này cho nhiều ai rớt xuống. Đúng rồi, với chai nước phần thưởng 200k kia nếu nhiều ai rớt cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Dạ. Ok chưa? Ê. Ê, hết rồi. Đây này các bạn, xíu là nhiều của. Nhiều của bạn Khánh xíu ra rớt xuống rồi. Đúng rồi, em làm sao người ta rớt xuống đất là thua. Được chưa, được chưa? Khoan, chưa, chờ chút chút. Đây là các bạn, phần thưởng 500k và 200k. Bây giờ lôi không nổi rồi, bây giờ chú quyết định, thuộc quyết định chú chưa? Bây giờ thì các tuyển thủ chúng ta đã chuẩn bị diều để tránh tình trạng đối phương hạ diều mình xuống nha. Rồi anh em, anh em, về cổ vũ cho đội anh nè. Em hỗ trợ cuốn cái dây các bạn. Quan, chú chơi bắt đầu. Cố lên Hoàng Thượng ơi, cố lên, cố lên Hoàng Thượng ơi, giết lên. Không được qua mất khẩu ơi. Đi qua về chơi lại. Đâu mình được tiến tới là nhiều mình yếu liền. Cố lên Ngân ơi, Ngân ơi. Không được mà chứ em kêu đứng yên. Không được chạy mà. Ơi hai con diều của Ngân kìa. Của Ngân với của Khánh đang chiến đấu nhau quá dữ rồi. Rồi rồi. Rồi, được chưa? Rồi. Khánh Kỵ đâu? Khánh Kỵ đứng ở mình nè. Khánh Kỵ là mồi rối dây luôn rồi. Khánh Kỵ kìa, cơ hội ngàn năm. Tại Khánh Kỵ tới gần là nhiều cho nó yếu rồi. Khoan khoan, nhiều ai sẽ là người xuống trước đây các bạn. Cố lên, cố lên. Con rồi, cho rối luôn, rối luôn, cho rối xuống. Điệt quay đâu. Cái này quay. Khánh ơi, chưa. Còn ở trên cao là còn ở dưới đất. Mấy lần lôi xuống cho Khánh Kỵ xuống luôn. Đúng rồi, lôi xuống. Đâu rồi? Hòa Thượng, lôi đi Hòa Thượng. Lôi đi Hòa Thượng. Khoan, Khánh Kỵ thôi. Đấy, chặt đất, Khánh Kỵ là chân. Khoan. Nhiều người Khánh Kỵ đã bị hạ ngục các bạn ơi. Tiếp theo là nhiều của ai đây? Hỗ trợ. Bây giờ nó rối tùm lum rồi các bạn. Rồi thôi các bạn ơi. Rồi Khánh Kỵ cho khác cho người ta đấu nè. Bây giờ cái dây còn bị rối rồi. Rồi xong luôn rồi. Khoan, người nào cứ lôi xuống là người đó sẽ bao thua tại vì sẽ không có gió. Dịch lên không dịch mà lôi xuống không? Để coi tiếp theo nhiều ai sẽ là người nhiều xuống tiếp theo nè. Đúng rồi. Lên đi Ngân để tìm cách cho con diều mình giữ luôn cao đấy Ngân. Nó bị rối dây rồi. Chú sẽ đếm. Nó bị rối. Ai sẽ cao nhất đây? Đi lên. Rồi chưa? Sao tại sao không hạ gục bên kèo anh? Từ từ chú An, mình phải cho dẫn diều với An. Có gió nè, là một quét màu khảo bắn luôn nè. Ờ vô. Có gió rồi nè. Một sân hai là đây. Một sân hai bắt đầu. Bắt rồi xuống luôn. Họ thưa đang diều của Hào Anh xuống kìa các bạn. Nhanh lên, Hào Anh đâu? Vô. Hòa Thượng đang nghỉ nhiều của Hảo Hán xuống các bạn ơi. Hảo Hán đâu rồi? Liệu coi có con nhiều của ai sẽ là nhiều chiến thắng rồi đây. Cố lên Hòa Thượng ơi, Hòa Thượng, con lên. Đâu rồi. Nhanh. Chạy qua đây nè. Tình chiêu. Em, vô. Đặng Đặng ơi, dừng lại. Cố lên, Hòa Thượng ơi, con lên. Em chú mới không mơ rồi. Hai con lên. Xíu nữa nè, việc Hòa Thượng đã bị hạ gục rồi. Đâu rồi? Ngân ơi, Cái này kìa.
cao lên nữa. Sao cưa có đâu 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 cưa rồi ngâm đã mắc được chiều với Hảo rồi. Ơi rồi chưa rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi khoan đây các bạn con có nhiều ai là người chiều xuống đầu tiên. Đúng rồi Hảo ơi Hảo đâu rồi chiều mà thương bạn anh đâu đâu chú bạn anh ơi chạy xa ra đi kéo về xuống đầu ơi đâu rồi chú bạn thâu dây đi ngâm thâu dây đi em đứng em thâu dây đi là cái gì mà hả chú rồi gai gai quay 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 đi làm mình ai bây giờ anh nghĩ gì nè cái con diều mình nếu mà nó máng dây á mà nó nằm cao hơn con diều kia cái xong mình chạy ngang mình lật con diều đó em đang cho nó nè hồi nãy đâu cho con diều mình cao hơn tại vì diều mình nè đang có chớn lắm tại diều nó nhỏ ráng đi ráng cho con diều mình cao hơn rồi xong mình dính dây vô mình lật luôn nó có gió mới được đang rồi để anh cầu gió cho một phát ăn hai thăng nữa nha đây để mình gỡ dây cho đây 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 hòa thượng đang dùng chiến thuật cuối cùng. Hạ đi Hòa Thượng ơi, con diều kia sắp chết rồi kìa. À, giật này. Rồi, chuẩn bị, chuẩn bị. Một cái là giật này. Lưỡi vô. Lưỡi vô, lưỡi vô. Cố lên, cố lên. Rồi, 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 rồi. Rồi, 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 đúng rồi, cao hơn rồi, cao hơn rồi, cao hơn rồi. Rồi, lên nè. Qua đây. Trận đấu căng thẳng quá. Đúng rồi, vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Để, nè, 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 chuẩn bị có gió rồi lên nè. Chuẩn bị có gió rồi, thả dây nè. Bùi, bùi, bùi. Đó, 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 đó. Cơ hội, cơ hội, Hòa Thượng ơi. Rồi. Đây, 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 đây. Ê, rồi. Có nhiều cậu anh kết hết hết rồi các bạn ơi. Thì đã rớt xuống rồi và gãy cánh. Rất là tiếc cho bạn Ngân ngày hôm nay. Gãy cánh rồi. Gãy tay rồi, rớt tay luôn rồi. Con diều của mình rớt lên trong bờ nha các bạn. Để giành giải chiến thắng rồi. Yeah. Vẫn còn luôn các bạn ơi. Giải cây. Quá tiếc cho bạn Ngân và bạn Hòa Thượng trong ngày hôm nay. Gãy cánh rồi. Gãy cây rồi. Gãy cây. Cây rớt đâu, rớt cánh luôn rồi. Rồi. Vậy là chiến thắng ngày hôm nay thuộc về bạn Hào Hát và Khách Khỉ. Bạn Ngân và Hòa Thượng có cuộc thi này cảm thấy như thế nào? Tại gãy cây thôi chú em ơi. Vậy là thua vì lý do gãy cây. Còn bạn Ngân cảm thấy thua vì lý do? Cũng là gãy cây. Vậy là tóm lại bên này thắng là vì lý do? Dạ còn nguyên cây. Còn nguyên cây. Còn thành công. Đâu sẽ thể hiện của mình sư cốt. Chiến thắng của mình coi. Vô. 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 Lên gọi cho Vy Đan luôn rồi. Rồi. Vậy là chú sẽ trao giải cho mấy em trong ngày hôm nay đó là hai chai nước cuối cùng. Trị giá đó là 700k cho Hảo Hán và Khách Khỉ. Đây Superman. Superman. Máy đánh. Các bạn ơi thì hôm nay trò chơi cũng có hồi kết rồi nha. Riêng Hảo Hán và Khánh Khỉ được giải thưởng ngày hôm nay đó là giải quán quân dành là 700k ngày hôm nay. Là một trong những sát thủ gọi là hạ diều nhanh nhất và hiệu quả nhất nha. Còn bạn Ngân và bạn Hòa Thượng là người về nhì trong ngày hôm nay, chỉ có hai đội nha các bạn. Còn riêng Ngân và Hòa Thượng được bao nhiêu tiền cộng lên chú coi coi. Dạ 100k. 100k, 150. Này 20k nữa là 107, 109. Giang ly này 110. 109 đâu Hòa Thượng, vui nước ta nó êm không Hòa Thượng. Uống được không? 2 triệu hả? Chịu uống nước không? Không, không uống được chứ anh ơi. Không, thôi nước ai nấy mang về uống đi. Dạ. À riêng đồ Hòa Thượng được tới 190k. One, two, chi. Chú tặng cho 10k luôn là 200k. Dạ. Yeah. Đó. Còn riêng đội của Hảo Hán và Khánh Khỉ là người giành 700k trong ngày hôm nay. Đây chú trao giải cho hai đứa nha. Và chúc mừng hai người đã thành công cho cuộc thả diều ngày hôm nay. Cảm ơn chú em. Chúc mừng. Yeah. Dịch sao mà diều mình gãy cây luôn. Rồi còn bạn Ngân. Dạ thấy vui và có nước uống mà có tiền nữa chú em. Quá đã không? Rồi còn Khánh Khỉ. Rất là vui chú An ơi, anh Hảo gánh tem. À gánh tem và cuối cùng là lật ngược tình thế. Dạ. Và coi như mang tiền về cho mình đó là 700k ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Thôi các bạn ơi, thì nói chung ra trò chơi nào thì cũng có cái vui của nó. Nhưng mà hôm nay các em đã một ngày được trải nghiệm trò chơi thả diều và có giải thưởng rất là vui phải mấy đứa. Dạ. Thì thôi chắc tem mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hãy để lại cho tem mình xin một like, một share và một lượt đăng ký kênh để luôn đồng hành và ủng hộ tem mình luôn nha các bạn.
Đồng thời mà xuất ra 20 lốc đây, kim cương mày, Refi, Lê Quân, uy tín, chất lượng, giá rẻ nha các bạn. Quay càng nhiều nó hổ càng cao. Chúc các bạn may mắn. Bye.